Thì đầu tiên thì Linh Hòa cũng luôn luôn nhắc tới bà con thì những clip của Linh Hòa thì làm đâu thì Linh Hòa edit video trong một ngày thì Linh Hòa sẽ làm gửi đến bà con trong thời gian một ngày thì có clip mới từng ngày. Thành luôn nhắc nhở bà con thì đã coi tới kênh Linh Hòa thì nhớ đăng ký kênh cho Linh Hòa để bà con luôn cập nhật những cái bài đăng mới nhất của Linh Hòa cũng như là những cái thuốc mà đang phù hợp với cái nhu cầu thời tiết của từng ngày của Linh Hòa và đỡ áp dụng theo thực tế. Những cái video Linh Hòa nói ở đây vì sao những cái video mới nhất thì Linh Hòa để giới thiệu đến bà con thì theo từng thời điểm thời tiết, ví dụ 5 giờ là hiện giờ thời tiết đang giao mùa vừa giữa mưa và nắng thì Linh Hòa đang giới thiệu những cái thuốc hóa học. Còn những thời tiết thuận lợi hơn, những cái bài cũ trước cách đây 5 7 tháng hoặc là 1 năm của Linh Hòa thì bây giờ bà con áp dụng vào thực tế. Trước đây là nó rất là đặc biệt, rất là hay, nhưng hiện bây giờ thời tiết đang khắc nghiệt hơn, Linh Hòa giới thiệu những cái bài thuốc mới hơn của những chủ vườn đang truyền tải cho Linh Hòa thì ngày hôm nay nó sẽ hiệu quả vào ngày hôm nay hơn, tức là thời tiết đi đâu đến đâu, đẹp đến đâu, hiệu quả đến đâu thì Linh Hòa sẽ hỗ trợ cũng như là truyền đạt từ chủ vườn cho Linh Hòa. Linh Hòa làm clip đến đó cho bà con đỡ bà con nắm bắt cũng như là áp dụng được từng địa phương cho nó hợp lý để cho nó đạt được năng suất hơn. Thì một lần nữa thì bà con nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Linh Hòa, cùng với đó là bà con đỡ theo dõi những cái bài video mới nhất của Linh Hòa. Thì cũng như Vương Hành đây thì Linh Hòa đang chia sẻ cho cái chất lượng cây hành rất tuyệt vời của cái mùa là chuyển từ mưa sang nắng tới ngày hôm nay thì cho cái mẫu hạt cây hành rất là tuyệt vời, to bự. Hiện cháy đầu lá đang áp dụng tới ngày cho thu hoạch thì gần như là hiện tượng cháy đầu lá đang giảm không còn nữa, mà thu hoạch cho rất đạt năng suất ở địa phương Linh Hòa. Thì cái cây hành này thì vườn hành này thì đang cho thu hoạch thì Linh Hòa làm clip cho bà con cũng như là cái vườn hành này là tròn 1 tháng, tức là 30 ngày tuổi, nhưng mà cây hành rất đẹp, bộ rễ khỏe cũng như là không có những cái đốm bệnh gì trên cây hành, nó xanh đẹp. Còn cái bệnh cháy đầu lá thì luôn luôn Linh Hòa hướng dẫn bà con thì dù ngoài tỉnh hoặc là ai alo cho Linh Hòa đã biết rồi thì sử dụng gói Nativo. Nativo như vậy thì cái gói này á, là đang là 6 gram thì bà con nên áp dụng trên bình là 20 lít, là hai gói 6 gram này trên bình 20 lít cho một bình đặc trị cháy đầu lá. Cháy đầu lá ở đây là hay cháy đầu lá là đây là đang xử lý, là gói Nativo đã khô rồi, là chủ vườn truyền đặt cho Linh Hòa này. Đây là xử lý 2 lần Nativo rồi thì gần như là cái vườn hành này rất xanh rất đẹp cũng như là những loại thuốc tân tây. Còn cái gói cái chai này thì cái chai đặc trị bò trĩ, đây là nhiều bà con đang hỏi Linh Hòa bò trĩ là Linh Hòa giới thiệu kỹ về thuốc bò trĩ, là cái thuốc bò trĩ của Linh Hòa tân tây đây là thuốc Comfido 200. Đây là cái chai đặc trị bò trĩ thì bà con lúc hành mà bắt đầu lên tầm 5 đến 10 ngày thì cây hành bắt phát triển chiều cao tầm 10 phân, bắt đầu bò trĩ tấn công, sau hại tấn công thì bà con nên sử dụng cái chai Comfido này. Đó là bảo vệ cho cái bệnh bò trĩ cũng như là cái con bò trĩ cũng con bay nhảy chích hút cho cây hành thì rất là hiệu quả, cũng như là cái sâu hành thì rất là hiệu quả, là cái chai Comfido bà con nên nhớ cái chai này. Vì nhiều bà con bình luận hỏi chi tiết những cái thuốc bò trĩ cho Linh Hòa thì Linh Hòa ngày nay cũng trả lời với mọi bà con, nhất là những cái tỉnh miền Tây. Thì đấy là bà con đang theo dõi kênh thì nhớ mà cái tên thương hiệu cũng như là Linh Hòa quay rất kỹ cho bà con. Đó. Xin chào bà con. Cảm ơn bà con rất nhiều trong thời gian qua đang theo dõi kênh Linh Hòa Group. Thì ngày hôm nay cũng vào đầu cái mùa hành tại địa phương Linh Hòa cũng như thời tiết nó cũng có phần là giảm mưa cũng như là có những cơn mưa cuối mùa thì nó cũng cho cây hành thì như đã vườn hành đây thì Linh Hòa cũng giới thiệu từ đầu video tới giờ cho bà con tham quan thì nó có những cái bệnh là như cháy đầu lá phổ biến nhất của trong cái cây hành của tỉnh địa phương Linh Hòa là tỉnh Gia Lai nói chung và các tỉnh lân cận. Khi mọi bà con đang xem cái clip giới thiệu về thuốc cũng như là hướng dẫn kỹ thuật cho bà con của ngày hôm nay thì Linh Hòa cũng nhắc lại cho bà con, trước thì bà con tham quan sau thì Linh Hòa cũng chia sẻ những loại thuốc hóa học để cho hạn chế được cái bệnh tốt đầu lá cũng như là cái bệnh thối nhũng của cái cây hành nói chung và những cái loại hành lá nói riêng trên tất cả các địa phương. Thì
cũng rất là cảm ơn những mọi bà con đang theo dõi kênh Linh Hòa. Thì tiếp tục thì ngày hôm nay thì Linh Hòa cũng chia sẻ với bà con những cái loại thuốc mà địa phương Linh Hòa đang dùng phổ biến thì đỡ cho trị cái bệnh cháy đầu lá. Thì có cái chai Yole này đó, công ty Yole, chai Yole chuyên đặc trị cháy đầu lá cùng với cái đi thang. Đây là Linh Hòa cho bà con coi cận cảnh để cho biết cái hai cái loại thuốc này thì sử dụng chung cho cái cây hành đỡ ngừa cái bệnh cháy đầu lá cũng như là thối nhũng ở trên cây hành. Thì một lần nữa thì Linh Hòa cũng chia sẻ với bà con để cho bà con biết thì cái tên thương hiệu của thuốc Yole này. Thì cái của thuốc Yole này thì của công ty Á Châu Hoa Sinh. Đó, còn cái chai cái thuốc đi thang này thì nó lại của công ty ADC. Thì trên mọi miền cũng có, mọi cái tỉnh lân cận thì cũng có hết. Rồi cái sản phẩm Yole này bà con đang theo dõi kênh Linh Hòa thì mấy cái tỉnh mà không có thì có thể liên hệ trực tiếp cho Linh Hòa hoặc là comment với bình luận, Linh Hòa sẽ cố gắng thì mua giùm mà gửi đến cho bà con để bà con làm để nó được hiệu quả hơn trong cái việc chăm sóc cái vườn hành. Vì Linh Hòa cũng muốn cố gắng làm sao mình truyền đạt những cái loại thuốc hay nhất để cho bà con được làm đạt năng suất cũng như là giảm được cái hiện tượng là cháy đầu lá nhiều để cho bà con thu hoạch cho nó một vụ mùa bội thu trong những dịp cuối năm này. Thì hai loại thuốc trên tay Linh Hòa thì Linh Hòa cũng luôn khuyến cáo bà con là nên sử dụng, vì cây hành này làm sao được cho một vườn hành như thế này thì nó nói chung thì đối với bản thân Linh Hòa thì dễ, nhưng mà bà con mới tập làm cũng như là những cái lượng đất mà cái tình trạng mà cháy đầu lá nhiều như cái kiểu như đây thì bà con như cái vườn hành này thì Linh Hòa đã xử lý. Đó, cái thuốc cho cái vườn chủ vườn này xử lý là cái tình cháy đầu lá thì bây giờ nó đang hiện tượng là đang khô dần. Đó, tốt những cái đầu lá lại. Đó, bà con thấy như trên tay Linh Hòa chỉ ra thì nó đã tốt, hiện tượng đang tốt lại rồi, nó rất còn nhỏ. Cho cái vườn hành mà nhìn từ xa là rất là xanh, cũng như là cái hiện tượng mà thối nhũng gần như là nó hạn chế. Một lần nữa thì cảm ơn bà con rất nhiều. Xin chào bà con.